Hello mọi người. Hôm nay mình vừa bóc hàng xong đây. Giờ mình lên quay vườn dâu cho mọi người nè. Đây. Quay cho các bạn xem. Chủ đề của hôm nay sẽ là hướng dẫn cách trồng, cách chăm sóc sao cho nó đậu được trái quả to, nhiều trái và ngọt nha mọi người. Đấy. Vườn nhà mình đây mọi người ạ. Đây. Sắp đến ngày mùng 10 tháng 3 rồi. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Hôm nay là tháng 4 dương lịch rồi đấy mà vẫn có rất nhiều quả dâu mọi người ạ. Hoa thì vẫn nhiều đây. 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 Mọi người thấy không? Trái thì cực kỳ thơm luôn ạ. Đấy, này nữa. Đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người bộ phân bón nha. Bộ phân bón và phòng bệnh, phòng các côn trùng luôn, gây hại cho dâu. Ở đây mình có phân gà bỉ này, phân cá, dịch chuối, phân trứng sữa, nấm ba màu, nem và canxi bo. Vậy thì cái này dùng như thế nào? Mọi người có hỏi mình ý là dâu tây cần phân bón như thế nào, thì mình đều hỏi mọi người là bây giờ giai đoạn của các bạn đang ở giai đoạn nào, giai đoạn cây con ấy, thì lúc nào các bạn cũng cho mình nhá, phân gà bỉ như này, một tuần một lần 5 viên vào chậu cách gốc là được. Cây con mình cần phân cá. Lúc này là giai đoạn mà lá các thứ ấy, cây nó phải to lên phát triển, thì các bạn dùng cho mình phân cá nha. Phân cá ấy, thì mọi người pha cho mình như này. Tỷ lệ 100ml với 10 lít nước. Mọi người chia ra 5 đến 7 ngày một lần. Mình ấy thì thường tưới 5 ngày một lần, bởi vì dâu tây rất cần nhiều dinh dưỡng. Đến khi mà giai đoạn cây lớn ấy, nhu cầu ra hoa và quả, nhu cầu lúc này thì là quả nó sẽ phải đậu nhiều trái và trái ngọt, thì mình bắt đầu ấy chuyển sang cái này ạ. Con này này, dịch chuối. Cái dịch chuối này ấy, giúp quả nó vừa to lại đậu được nhiều trái. Mọi người pha cho mình nhá, tỷ lệ như này. Còn ra 1:40, 5 đến 7 ngày trên một lần. Mọi người pha cho mình, cứ dùng cho mình khoảng 5 ngày một lần là được. Khi mà giai đoạn đậu quả ấy, mình không bao giờ mình thiếu được cái phân trứng sữa này. Phân trứng sữa thì giúp quả nó ngọt, vừa ngọt vừa thơm luôn. Nhiều bạn hỏi mình ý là sao mà không trời không mưa nhưng mà cái cây dâu tây ấy, nó lại không đậu được trái. Thì mình có bảo là dùng cho mình cái này nhá, canxi bo. Ở cây cà chua ấy, hay là cây dâu tây ấy, đều cần một lượng canxi bo nhất định, không thì nó sẽ bị thui hoa, không đậu trái được. Còn vấn đề mà mình trồng hay là mọi người trồng ấy, đều hay gặp, ví dụ như là bị nhện này, hay là bị bọ trĩ tấn công, thì mọi người dùng cho mình cái này nha. Nấm ba màu ạ. Cái nấm ba màu này pha như thế nào? Pha một thìa sữa chua với một lít nước, tưới vào buổi chiều cho mình. Một tuần thì mình cứ phòng thôi. Bình thường mình phòng thì mình sẽ làm một tuần một lần. Còn nếu mà đang bị rồi thì mọi người theo dõi xem là bọn nó tấn công mình như thế nào ấy, thì mình điều trị theo cái tình trạng mà mình đang gặp. Còn một vấn đề nữa ở dâu tây ấy, mà mình nhận thấy khi mà mình trồng ấy, đó là bệnh nấm phấn trắng. Thì nấm phấn trắng ấy, mình dùng, mình phòng như thế nào? Mình có dùng cái này nha, nem chi tô, một tuần một lần để phòng bệnh.
Đấy. Trồng dâu thì thực ra mình thấy nó đơn giản. Mình cũng trồng hữu cơ. Bởi vì mình ăn, em bé nhà mình ăn, nên là mọi người cứ trồng hữu cơ như mình. À, còn một vấn đề nữa mọi người hỏi là tại sao cây của em rất là tốt lá nhưng mà không thấy đậu quả, không thấy ra hoa. Thì lý do mà mình thấy mọi người gặp ấy là vì chăm dưỡng cho lá quá nhiều. Có thể là dùng thừa phân cá, cứ dùng phân cá liên tục. Mình bảo với mọi người như này: mọi người tỉa bớt lá đi, ngừng phân cá, chuyển sang dịch chuối, thì ai cũng thấy là bắt đầu ra hoa luôn sau khi mà làm như mình bảo. Còn tất nhiên là mùa dâu ấy, thì mọi người thường thấy là mùa dâu bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4. Không thể bảo mùa hè mà lại nhiều dâu được. Mùa hè là nó đẻ ngó, nên là mọi người có thể dưỡng cây để đẻ ngó nha. Đây. Một vấn đề nữa mà mình thấy khi mà gặp ở tình trạng dâu ấy, đó là mọi người mua cây, mọi người hay thường hỏi là cây có thuần khí hậu nóng không, hay là cây thuần lạnh không. Thì mọi người nên mua cái cây dâu ấy mà thuần với khí hậu của mình, mà mà mọi người mua cây nó ở gần khu vực mình sinh sống ấy là dễ nhất. Cây mọi người chăm bón khỏe mạnh là tốt nhất. Đây. Vườn dâu nhà mình sai chữ chi đâu. Khi mà quả dâu ấy, mình thường thu hoạch khi mà nó chín đỏ hết, nó thơm, khoảng 1 đến 2 ngày là mình sẽ thu. Đây. Còn trái như thế này này, ai thích ăn giòn một chút thì hãy thu trái như thế này. Nó vẫn chưa chín đỏ hẳn. Giờ mình sẽ thu hoạch dâu tây nha. Đây. Giờ mình sẽ thu hoạch dâu tây đây. Con thu không? Có. Đây. Thu đi. Quả nào đỏ nhá? Quả này đỏ. Ừ. Đây. Con sẽ ăn thử luôn nhá. Ừ, con thử đi. Ngọt đâu? Ngọt đâu? Ngọt. Quả này mình hái luôn. Ăn rất giòn luôn đấy ạ. Ừ, vẫn xanh nhưng mà mẹ cho bố. Bố thích ăn. Đây. Đẹp vô cùng. Mẹ ơi, đây là sâu hoa nha mẹ. Ừ. Đây. Đây. Hái con hái đi. Ăn đi. Ừ, con ăn đi. Đây. Đây. Hôm nay mình sẽ hái hết một vòng luôn. Sau đó mình sẽ bón phân cho các em ý. Ui dồi. Cả con sâu đây. Ôi trời ơi. Sao con hái đó? Con này đỏ rồi con ừ. Hái. Đây. À, mọi người lưu ý nhá. Khi mà mình trồng một cái chậu ấy, nó to rồi. Ừ, nó to như thế này này, thì cây nó sẽ được phát triển tốt nhất có thể. Ừ. Ôi con ơi, con ra hái quả xanh rồi. Trời ơi, tiếc quá. Đây, quả nào đỏ con hái thôi nhá. Mẹ ơi, cái to không được. Đây. Đi nữa mẹ. Ừ. Đây. Con thịt ra mẹ nhờ đi.
con nó cẩn thận nhá. Wow, mê quá. Đây có mê không mọi người? Đây. Đó. Rất thích luôn. Mình thích nhất là chồng dâu. Hết chưa con? Hết rồi. Hết rồi à? Đây nhà mình còn một dàn nữa đây. Đi sang dàn bên này hái không? Đây nhà mình còn một dàn nữa đây. Hái đi. Hái đi con, hái đi. Dàn Nhật Anna. Đây thì con nhấc lên. Các loại phân bón vật tư nhà mình trồng mình đều cung cấp. Bạn nào cần có thể liên hệ với số điện thoại hotline 0969319092. Hoặc các bạn có thể xem tại phần thông tin mô tả nha. Đang quay giờ thì hết pin mọi người ạ. Nên là em đành phải mang xuống dưới nhà xong rồi quay tiếp đây. Đây, bây giờ em sẽ thử cân thử dâu tây và đậu nành lông. Xem là trọng lượng bao nhiêu nhá. Đây. 633. Hôm nay thu hoạch được hơn 6 lạng. Đây. À mọi người lưu ý giúp em nhá. Mọi các loại phân bón các thứ ấy thì là phân bón dịch chuối, phân cá, phân gà đều để trong nhà tránh ánh sáng mặt trời, tránh ánh sáng trực tiếp. Bảo quản nơi khô ráo nha mọi người. Mọi người like và sub cho kênh của em để ủng hộ kênh của em nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.